Dạ em Hồng Hạnh miền Tây mến chào khán giả. Hôm nay vào buổi chiều hôm nay em có mặt tại dòng sông đây, Bà Kè nhìn xuống dòng sông qua những chiếc xà lan cho khán giả cùng xem. Và buổi chiều hôm nay em cũng mến chúc khán giả được an lành và được nhiều hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống. Đây là một chiếc tàu dầu rất lớn luôn, dầu màu xanh rất là đẹp luôn nè. Tàu dầu này mặn nước qua mét 2 các bạn. Và đối diện đây là một chiếc xà lan chở hàng khô gì của Bến Tre. Tàu dầu rất là đẹp luôn, của Sài Gòn. Đây có một chiếc ghe sắt chạy rất là lẹ luôn, vừa qua xà lan nhỏ luôn, vừa qua cầu giờ gạo về Long An luôn nè. Đây là có một chiếc xà lan của Tiền Giang. Và đây có một chiếc xà lan hầm của Vĩnh Long các bạn, đang chạy cạn quá. Những xà lan này chạy chậm. Kia chạy rất là lẹ luôn các bạn. Hủ luôn chạy thì chạy. Đây một chiếc xà lan chở cát và một chiếc tàu dầu chạy rất lẹ luôn, tàu dầu chạy vượt qua xà lan cát các bạn. Tàu dầu này quá cũ luôn các bạn. Wow, tàu dầu cháy nước luôn, trước mũi dầu rất là đẹp luôn, của Trà Vinh các bạn. Và chiếc tàu dầu chạy lẹ hơn chiếc xà lan cát này. Chiếc xà lan cát này của Sóc Trăng này. Và đang vượt cầu dây Chợ Gạo và về Long An luôn các bạn, và về các tỉnh thành ở miền Tây luôn.
Đây có một chiếc tàu dầu, tàu dầu này hơi nhỏ. Tàu dầu này của Tiền Giang các bạn. Tàu dầu này nhỏ mà nó 24 rồi. Đây có chiếc ghe sắt chạy rất là lẹ luôn các bạn, nên là vào cũng hơi có mùa mưa rồi, cho nên những chiếc ghe và những chiếc xà lan hay trùm những cái mũ rất là kín luôn, chở hàng khô. Buổi chiều hôm nay trên bờ kè rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn uống nước nhìn xuống dòng sông rất là đẹp luôn. Đây là trên bờ kè của công viên. Bờ kè nhìn xuống dòng sông rất là đẹp luôn. Nhìn xuống kênh Chợ Gạo các bạn. Trên bờ kè trồng rất nhiều cây xanh và vào buổi chiều những cô chú anh chị và các bạn đi tập thể dục rất là nhiều luôn. Đây là trên bờ kè trong công viên Chợ Gạo các bạn. Đây là trong công viên các em chơi vào buổi chiều rất là nhiều luôn. Bán rất là nhiều đồ ăn vào buổi chiều các bạn ở công viên Chợ Gạo. Bông phượng đỏ rất là đẹp. Đây là trên quán nước nè, có những hàng ghế và những cây dù, những cô chú anh chị các bạn uống nước nhìn xuống dòng sông ngắm xà lan vào buổi chiều rất là vui luôn. Đây quán nước nè các bạn. Đây chiếc xà lan của Sài Gòn chở hàng khô nha, đang chở hàng rồi vượt cầu dây Chợ Gạo và về Long An. Và đây có thêm một chiếc xà lan của Trà Vinh chở cát đang chạy hướng cầu dây Chợ Gạo và chạy về Long An các bạn. Rất là nhiều xà lan chạy, nhưng một bữa nay vào buổi chiều nay nước ròng cho nên cũng hơi ít hơn thường ngày khi nước lớn các bạn. Cầu dây Chợ Gạo vào buổi chiều một chút xíu nữa là có đèn lên rất là đẹp luôn á. Giờ tầm 5 giờ mấy thôi nè, chút xíu là bắt đèn lên nhiều màu rất là đẹp. Cầu Chợ Gạo này ở Tiền Giang ở miền Tây các bạn. Có một chiếc xà lan chạy rất là lẹ luôn, từ Long An chạy vượt cầu dây Chợ Gạo nè, chạy về nhánh sông lớn sông Tiền và sông Dòng Cỏ các bạn. Xà lan này cũng xà lan này chở cát rất là nhiều, vào buổi chiều hôm nay xà lan chở cát rất là nhiều luôn. Thank you.
video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video của Hạnh miền Tây, và em xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.